Thật xứng
kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui, bao gái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám rước dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón, cô dâu xinh tuyệt vời trong ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta
và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. La 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 la. Xin kính thưa tất cả các cụ công các bà cùng toàn thể hai gia đình, báo cáo cụ công các bà là được sự phân công của gia đình nhà trai, được sự ủy quyền của ông bà Hải, tôi xin phép thay mặt gia đình nhà trai có đôi lời với lại tất cả các cụ công các bà. Thế báo cáo với các cụ công các bà là hai cháu Hanh và cháu Anh là hai cháu tự nguyện thương yêu nhau, và các cháu nguyện vọng của cháu là xây dựng hạnh phúc với nhau. Thì báo cáo với cụ công các bà là cái tình cảm của các cháu được phụ huynh hai bên các cháu là nhất trí và được hai họ đồng tình cũng theo sự thống nhất của hai đình. Hôm nay thì chúng tôi phải sửa cái lễ gọi lễ ăn hỏi. Thế thứ trước hết là xin sang bên này là thưa chuyện với các cụ là bái gia tiên, sau đấy là mời các cụ công các bà có ăn trầu uống nước và cùng bàn cái việc trăm năm cho các cháu. Kính thưa các cụ, chào mừng các bà cùng toàn thể quý vị của hai họ. Qua sự tìm hiểu của hai cháu, sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như hai họ đã cho phép chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Gia đình bên nhà trai trước hết có cây dầu cái lễ đến để bái yết tổ tiên, sau đó xin phép tiêu chuyện với các cụ họ nhà gái chúng tôi. Đại diện gia đình họ nhà gái chúng tôi xin chấp nhận cây dầu cái lễ của gia đình bên nhà trai và kính mời các cụ, các ông, các bà, quý vị, hai họ ăn dầu uống nước để mừng hạnh phúc cho các cháu. Và cuối cùng xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà, quý vị luôn dồi dào sức khỏe, trẻ thì khỏe da và da thì đẹp não. Chúc cho công việc và chúng cháu tới đây được mọi sự tốt đẹp. Xin hết. Và ông giới thiệu với các cụ công bà bên nhà gái này, thì hôm nay sang đây là cũng giới thiệu cụ công bà là bên nhà trai chúng tôi là sang hôm nay là cũng đầy đủ các cụ công bà nội ngoại ba bên bên của cháu. Thì báo cáo cụ công các bà là ngày hôm nay là ngày nổi các cháu và cũng như thỏa thuận của hai đình, thì sau đây là xin phép là các cụ công bà là cho cháu về nhà để tổ chức đăng ký cho các cháu theo cái luật hôn nhân và gia đình, và mời vị nào đại diện cho các vị đại diện cho cháu đưa sang bên đấy, đưa cháu sang nhà. Thì cái thứ hai là về cái chương trình để lo hạnh phúc cho các cháu là thống nhất của hai đình, là đến ngày 16 tháng 2 âm lịch này là ngày tổ chức hạnh phúc trăm năm cho các cháu, và trước đấy một ngày là ngày 15 tháng 2 âm lịch là cái ngày mà theo phong tục tập quán thì ta cứ gọi là ngày dẫn cưới. Thế sau đến ngày 16 là tổ chức. Thì báo cáo với các cụ công bà như vậy, thì chương trình làm việc như vậy. Thế xin mời các cụ công bà uống nước. Và xin chấp nhận ý kiến của bên nhà trai và thực hiện đúng làm sao cho công việc của các cháu nó được suôn sẻ. Thế thì mong các cụ toàn thể bên gia đình sẽ cố gắng để làm tròn những nhiệm vụ cho các cháu. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày này. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan thiết. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau,
ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay. Miếng cao ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít. Sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cao. Tình đắng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyên ương. Đình đáng duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Ha 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 ha. Thank you.
Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên du ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng thơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu. Đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho tình chúng ta. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi. Tờ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp mặt.
anh. Gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, thỏa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, anh mừng vui duyên mới làm chồng. Cả các cụ không các bà toàn hai toàn đại hai gia đình. Báo cáo các cụ không các bà là hai cháu Hanh và cháu Vân Anh, cháu thương yêu nhau thì được hai bố mẹ hai bên của các cháu là nhất trí, được gia đình đồng tình ủng hộ cũng như theo cái thống nhất của giữa hai gia đình. Thế là chọn ngày mai ngày 16 tháng 2 là ngày thuận lợi để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Thế được sự phân công của gia đình và sự ủy quyền vợ chồng ông Hải, tôi xin phép thay mặt gia đình, nhà trai cùng với đoàn có nhành cao có chút lễ, đến trước hết là nhờ các cụ bái yết gia tiên, sau là mời các cụ ăn trầu uống nước và mừng hạnh phúc cho hai cháu và bàn cái công việc ngày mai để cho của hai gia đình đều được thuận lợi và các cháu phấn khởi. Báo cáo với các cụ không ạ? Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị của hai họ, qua sự tìm hiểu của hai cháu, sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như hai họ đã cho phép chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Gia đình bên dân trai trước hết có cây dầu cây nễ đến để bái yết tổ tiên, sau đó thưa chuyện với các cụ bên họ nhà gái đại diện cho gia đình. Tôi xin phép chân thành cảm ơn sự có mặt của các cụ, các ông bà, quý vị của hai họ đã đến để mừng cho các cháu, và đồng thời tôi xin chấp nhận cây dầu cây nễ của họ nhà trai để kính lễ lên tổ tiên, và sau đó tôi sẽ ngỏ quả để kính mời các cụ, các ông, các bà ăn dầu uống nước mừng hạnh phúc cho các cháu. Đồng thời cũng là tiến tới đến ngày mai là ngày tổ chức cho các cháu được tốt đẹp. Xin hết cảm ơn tất cả các cụ. Về một nhà khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi
hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng dòng chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về, mới tới mệt mỏi sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió vui bận làm anh mỏi như cả đôi vai, những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu, bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà, cuối tuần bận bịu hát hò chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu, đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh, cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm, anh rất yêu em và con bài này anh xin được tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Chúng đôi
say mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay bầu trời trong xanh, thật nhiều ánh mắt chứng giám ngày. Nhân kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Hai chiếc nhân kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà.
rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người vững trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Kính thưa tất cả các cụ công các bà, kính thưa toàn đại hai gia đình, báo cáo với các cụ công các bà là được sự phân công gia đình, được sự ủy quyền của ông bà Hải, tôi xin phép thay mặt nhà trai có đôi lời. Thưa các cụ công các bà, là hai cháu Hanh và cháu Vân Anh, hai cháu là tự nguyện thương yêu nhau và được hai bên phụ huynh của hai cháu là rất đồng tình ủng hộ, nhất trí, và hai họ cũng đồng tình ủng hộ. Thì báo cáo với các cụ công các bà là để tiến hành cái hôn lễ cho các cháu theo đúng cái phong tục tập quán của hai gia đình, của hai địa phương, thì hai cha gia đình đã thống nhất đi từng bước một và báo cáo các cụ là các thủ tục đã thực hiện, và ngày gia đình đã chọn ngày, hai bên thống nhất chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để chúng tôi bên nhà sang đây có cơ chầu trước hiện bái yết gia tiên, sau là xin phép các cụ công ông bà để đón cháu về bên nhà tổ chức hôn lễ cho hai cháu, để giới thiệu hai cháu với họ hàng nội ngoại gần xa, bạn bè của các cháu. Để báo cáo với các cụ là cũng rất phấn khởi, là báo tin các cụ là hai cháu là được luật hôn nhân gia đình đã ghi nhận thành vợ chồng. Thế hôm nay là theo cái phong tục tập quán gia đình. Xin mời
ông ơi, nhận được. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị của hai họ, qua sự tìm hiểu của hai cháu, sự nhất trí của hai bên gia đình cùng gia họ đã cho phép chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Gia đình bên nhà trai cho hết có cây dầu để đón cháu. Chúng tôi xin phép những bái yết tổ tiên, sau đó là xin phép thưa chuyện với các cụ hai họ để về bên nhà tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu được tốt đẹp. Thế thì trước hết chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quý mến của toàn thể các cụ, các ông, các bà hai họ đã đến nhiệt tình. Xin cảm ơn các quý vị và chúc các quý vị luôn dồi dào sức khỏe, mọi sự sẽ được tốt đẹp. Xin hết. Lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng, thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Đây là món quà đầu tiên, là món quà của bà nội cô dâu dành tặng cho chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Chúng ta hãy cùng hướng tròn tầm nhìn của mình lên trên sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Và thay cho lời chúc cho hai cháu được hạnh phúc trăm năm và sớm có em bé để ấm bồng. Vâng, và món quà tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bố và mẹ của cô dâu. Ngay giờ phút này chúng ta sẽ cùng hiện diện lên sân khấu với món quà của mình dành tặng cho con gái và con rể. Dạ vâng ạ, xin được mời bác ạ, chúng ta sẽ cùng lấy món quà của mình ra và dành tặng cho các con của mình đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Phật có dạy rằng ơn dưỡng dục sánh bằng non Thái, nghĩa sinh thành sánh tựa biển Đông. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời nồng nồng không phủ kín công cha. Với tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái của mình trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, bố và mẹ của cô dâu một món quà đầy đủ ý nghĩa với những lời chúc tốt đẹp nhất dành tới hai con của mình. Đó là những kỷ vật bằng một chút tấm lòng của những bậc làm cha làm mẹ. Hy vọng các con sẽ có cuộc sống hạnh phúc và dễ dàng hơn. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Dạ vâng ạ, xin mời bác, chúng ta sẽ cùng đứng cười thật tươi, lở một nụ cười thật tươi để có bức ảnh thật đẹp ạ. Thể hiện tình cảm thì con rể hãy dành cho bố vợ của mình một cái ôm thật chặt đi ạ. Và để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục thì cô dâu hãy dành cho mẹ thân yêu của mình một cái ôm thật chặt nào. Vâng, xin được cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Ngày hôm nay thì tất cả đã khôn lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay khi cô gái em gái đi lập gia đình, anh và chị có món quà bằng một chút hiện vật dành tặng cho hai em của mình. Thay cho lời chúc mừng hạnh phúc, vâng ạ, cả nhà mình cùng cười thật tươi lên nào ạ. Chúc mừng đôi tình nhân bên nhau.
bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Chiều ngày hôm nay, một tràng pháo tay thật lớn để chúc duyên, chúc phúc cho chú rể Vân Anh và vợ dâu Vân Anh có được không quý vị? Kính thưa quý vị thân mến, yêu và được yêu đó luôn luôn là những điều thiêng liêng nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Mà chú rể Vân Anh và cô dâu Vân Anh thì cũng không làm ngoài quy luật đó. Và kính thưa quý vị thân mến, và nếu như nói hôn nhân chính là lời hứa cao quý nhất của tình yêu, thì hạnh phúc gia đình đó chính là những điều mà chú rể Vân Anh và cô dâu Vân Anh sẽ cùng hướng tới trong tương lai. Và ngày hôm nay đây thì trước sự chứng kiến của toàn thể các quý vị, một lần nữa có thể khẳng định rằng tình yêu của Vân Anh và Vân Anh đó chính là thủy chung, son sắc
đó chính là sắc cầm hòa hợp. Và thật đúng là yêu em thì cũng đã mấy năm rồi, để xin cha mẹ trọn đời bên nhau. Và ngày hôm nay đây thì xính lễ chầu cao, trình lên hai họ vui cầu đá văng. Và ngay giờ phút này đây thì không làm mất nhiều thời gian của quý vị lâu hơn nữa, những người làm chương trình xin chính thức được tuyên bố đại lễ thành hôn. Chúc duyên, chúc phúc cho chú rể Văn Hành và cô dâu Văn Hành xin chính thức được bắt đầu. Và những tràng pháo tay lớn đến quý vị ơi. Thân mến, và thật đúng là mến chồng thì là vợ, quảng câu là chồng, điếu thuốc là sợi chỉ hồng, vôi pha có nghĩa thuốc lồng có duyên. Vậy thì xin mời hai họ bốn bên sợi chồng hút thuốc chúc mừng lễ duyên. Và ngay sau đây để hôn lễ đi vào từng bước, một lần nữa xin mời thật đến quý vị chúng ta hãy cùng sợi thuốc sợi chồng. Và sau đây là lễ trao dâu để cho hai họ trao câu ấn tình. Và ngay giờ phút ở đây thì xin được trân trọng kính mời sự song hành, sự hiện diện ra sân khấu hai vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đạt ở nhà trai, cũng như vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phái đoàn họ nhà gái sẽ cùng song hành trở ra bên phía sân khấu để cùng làm lễ trao dâu cũng như lễ nhận rể. Xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn sẽ cùng hiện diện ra bên phía trung tâm sân khấu. Và ngay ở đây xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phái đoàn họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cô, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị của hai họ, qua sự tìm hiểu của hai cháu, sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như hai họ đã cho phép chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi xin phép chú ý xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các quý vị hai họ đã nhiệt tình đến đầy đủ để tạo cho bầu không khí ngày vui của các cháu hôm nay hết sức vui vẻ và hạnh phúc. Cũng từ đầu hôm nay các cháu đã được lên vợ lên chồng. Người ta có câu: dâu hiền thì nên gái, rể hiền thì nên trai, dâu hiền trẻ thảo. Đó là điều phấn khởi cho hai gia đình và vinh dự chung cho hai họ. Chúng tôi rất mong rằng các cháu thực sự là người công ngoan và là một người công dân tốt. Cuối cùng không có nói gì hơn, xin kính chúc các cô, các ông, các bà luôn cho già sức khỏe, trẻ thì khỏe da và già thì đẹp não. Chúc cho hai cháu thuận hòa, chồng tài vợ giỏi, thật là đẹp hay, xứng danh con của hai nhà có công vun dựng bấy lâu đã thành. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mấy nàng người con. Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ lao động học tập để làm giàu cho gia đình và cho chính bản thân mình. Xin hết. Cảm ơn, rất là cảm ơn các bạn thông điệp và ngọc đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đoàn họ nhà gái. Và thật đúng là chim khôn thì kêu tiếng rảnh rang, và những lời thanh lịch thì nói xa dịu dàng, và cầm vang thì để vẳng rơi, và những lời vàng đá thì không bởi là quên. Và các giao tục nỗ xưa thì cũng đã từng có câu: dâu ra thì như ruộng kể bờ, bên chờ được rể bên mong chờ nhận được dâu. Và nhà gái thì cũng đã phát biểu rồi, nhà trai ta cũng phải có đôi câu để đỡ lời, mà để cho bên rể bên dâu và để cho hai họ cùng được bể lâu về dài. Và ngay giờ phút này đây thì xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phái đoàn họ nhà trai sẽ có đôi lời đáp từ cũng như đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể lễ hội chầu cau, tháng 2, tháng của mùa xuân, tháng phát đầy tài, tháng nở đầy nộp, và tháng 2 cũng là tháng khởi đầu cho một năm đủ đầy và sung túc. Vậy thay mặt cho gia đình họ nhà trai, tôi xin được kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác và toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên, hai họ, ba bè bốn bên, một năm mới tràn đầy sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và đẻ ra thật nhiều tiền. Kính thưa toàn thể hội hôn, đối với chú rể anh thì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Nhưng hiện tại chú đang bị lạc vào giữa cái chợ tình Khâu Vai đầy sôi động và lãng mạn trên đất Hà Giang mà không thể nào ra được. Nên chú rể anh có nhờ tôi nói hộ mấy lời nhớ và đầy nhớ như thế này: anh nhớ Khâu Vai, nhớ chợ tình, nhớ cao nguyên đá, nhớ đồng văn, nhớ tam giác mạch mùa lễ hội, nhớ Vân Anh nhỏ, nhớ Hà Giang. Xin đấy.
Kính thưa toàn thể lễ hội Trầu Cau, trong bài thơ của Xuân Diệu có câu: em ơi tình non nay đã già rồi. Và chính cái tình non nay đã già rồi ấy mà hai cháu hôm nay đã làm nên ngày hôm nay, đó là ngày trăm năm hạnh phúc, đó là ngày mà hai cháu về cùng nhau chung xây một tổ ấm gia đình vững bền và hạnh phúc. Vậy xin kính mời toàn thể phòng cưới một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cái hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác và toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên, hôm nay được sự đồng ý của hai chính quyền địa phương, được sự nhất trí của hai bên gia đình và đặc biệt là chú rể Hanh vô cùng vất vả, bởi vì Hanh đã đi nửa vòng quanh trái đất gặp anh lần thứ nhất Hanh yêu, và Ngọc kia còn kém anh nhiều vì Hanh biết anh có tình yêu chung thủy. Kính thưa toàn thể hội hôn, biển cho ta tôm cá, biển cho ta muối mặn, và tình bạn, tình yêu của hai cháu hôm qua đã cho hai cháu hôm nay tìm thấy ở nhau cái mà mắt ưa lòng mộ, đã cho hai cháu hôm nay tìm thấy ở nhau cái mà ý hợp tâm đầu, để rồi đi đến một tình yêu đích thực, và để rồi đi đến đích cuối cùng của tình yêu, đó là hôn nhân. Chính vì vậy mà gia đình chúng tôi đã chọn hôm nay là cái ngày lành tháng tốt để mà làm ngày đại lễ trăm năm cho hai cháu. Lời đầu tiên tôi không biết nói gì hơn là kính xin cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác và toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến để ăn trầu, uống nước và chia vui với gia đình chúng tôi. Kính thưa toàn thể hội hôn, gia đình chúng tôi vô cùng phấn khởi, bởi vì kể từ giờ phút này trở đi, gia đình chúng tôi đã có thêm một người con dâu, một người cháu dâu, một người em dâu, mà tôi tin tưởng rằng cháu sẽ là một người sống biết kính trên, nhường dưới, sống có nghĩa xóm, tình làng, sống có thuần phong mỹ tục, sống tốt đạo, đẹp đời. Kính thưa toàn thể hội hôn, và cũng kể từ giờ phút này trở đi, gia đình họ nhà gái, các cụ, các ông, các bà cũng có thêm một người con rể, một người cháu rể, một người em rể, sống thì rất hiền và ở cũng rất lành. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình họ trai, nhà trai kính xin cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà, và kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và trường thọ. Xin chúc toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên đẹp về thể chất, khỏe về tinh thần, luôn có tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn, để thành tiên tiên thời gian trẻ mãi, để thành hoa, hoa trăm cánh không tàn. Xin hết, xin cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn, rất là thông điệp. Và Ngọc đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đạo ở nhà trai. Và đầu tiên thì vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đạo ở nhà trai cũng không quên cảm ơn tới tình cảm của tất cả các vị ngày hôm nay đã về đây để chứng kiến cũng như để chúc duyên chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và lần thứ hai thì vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đạo ở nhà trai cũng không quên căn dặn cô dâu và chú rể của chúng ta rằng vẫn anh về thì là bổn phận làm dâu đến dâng cha mẹ mai sau tuổi già. Và sau này thì Vân Anh và Văn Hành của chúng ta phải cùng thầy mẹ thầy cha sớm mà mừng khói ông bà tổ tiên. Và ngay giờ phút này đây thì xin mời hai vị trưởng đoàn chúng ta hãy cùng tiến lên phía trước một bước, hãy cùng bắt một cái bắt tay giao ước để kết chặt tình thông gia hai nhà như một. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn nữa. Cảm ơn, xin cảm ơn các vị trưởng đoàn rất nhiều, và xin mời hai vị trưởng đoàn chúng ta cùng tiếp tục trở về với vòng tay đón tiếp của đại gia đình con viên phát ở nhà trai. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây thì một chút nắng, một chút gió cũng như một chút bụi đường đã theo chân quý vị ở đây với cùng chung một mục đích: chúc cho đôi đứa được trăm năm hạnh phúc, chúc cho sum họp một nhà, chúc cho Văn Hành và Vân Anh của chúng ta cùng được mặn mà tình duyên, và xin chúc cho hai họ bốn bên có dâu chú rể nên xuyên tháng ngày. Và kính thưa quý vị thân mến, và trong giờ phút trọng đại ở đây thì cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ có một nghi lễ chào chào nhau, nó chính là nghi lễ chào chữ nhẫn tình yêu và lễ chào nhẫn của Văn Hành và Vân Anh. Và xin mời chú rể Văn Anh sẽ cùng lấy ra cặp nhẫn tình yêu, cặp nhẫn đính hôn, và hãy cùng chọn một chiếc nhẫn đẹp nhất sẽ cùng trao cho người vợ thân yêu của mình, đó chính là cô dâu Vân Anh. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn rất lớn. Ngay trong phút này đây thì xin mời chú rể Văn Hành sẽ cùng lấy ra một chiếc nhẫn đẹp nhất sẽ cùng trao cho người vợ thân yêu của mình, đó chính là cô dâu Vân Anh.
của hình tròn, biểu tượng của mặt trăng, mặt trời, trái đất, biểu tượng của tình yêu luôn luôn không bao giờ có điểm kết thúc. Và xin mời cô dâu Vân Anh sẽ cùng lấy ra một chiếc nhẫn cỏ này, sẽ cùng chào cho chú rể Vân Anh. Và khi cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức chào cho nhau chiếc nhẫn và ngón tay áp út, nơi mà mạch máu con tim của họ luôn luôn chảy xiết, thì họ sẽ chính thức sống với nhau tới sang năm đầu bạc, sang năm hạnh phúc. Và những chào mọi thật lớn đến từ quý vị nha. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay lúc này thì quý vị có nhìn thật rõ thật to trên bảng của chúng ta có ghi bà chú gì không ạ? Đó chính là bà chữ lễ thành hôn phải không ạ? Và ở chữ lễ thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức được bước vào bên phía trong tư gia làm lễ gia tiên bái yết tổ đường. Và ở chữ thành thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức được hai vị trưởng đoàn kết thành. Quý vị có biết còn thiếu chữ gì không ạ? Đúng rồi ạ, đó chính là chữ hôn. Vậy thì ngay lúc này đây thì cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trao cho nhau một nụ hôn để trọn vẹn ý nghĩa của ba chữ lễ thành hôn. Xin được hỏi chú rể Văn Hành là có được không chú rể? Chú rể gật rất sẵn sàng. Xin hỏi cô dâu Vân Anh là có được không cô dâu? Được luôn. Vậy thì xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng quay mắt hướng mặt vào nhau đi ạ. Rồi ạ. À, và trước khi hôn thì cho phép MC Minh Thắng được phỏng vấn nhỏ là từ ngày yêu nhau đến giờ thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã hôn nhau bao giờ chưa ạ? Xin được hỏi chú rể Vân Anh là hôn nhau bao giờ chưa chú rể? À rồi ạ. Vậy thì mọi ngày làm như nào, hôm nay làm đúng như thế thì em đỡ phải hướng dẫn được không ạ? Dạ vâng, thế mọi ngày làm cứ hôn nhau là cứ đứng như này ạ? À, xin mời chú rể sẽ cùng để tay vào chỗ nào mềm mại nhất cô dâu. Đúng rồi, hôn nhiều chắc chắn là biết đó chính là em. Và xin mời cô dâu hãy cùng để tay vào chỗ nào cứng rắn nhất của chú rể đi ạ. Chỗ nào? À, đó chính là bờ vai để cô dâu lưng tựa suốt cuộc đời đấy ạ. À, và ở lúc này thì những người làm chương trình sẽ có một khuyến cáo nhỏ đấy ạ. Trong ngày vui ngày phúc mà chú rể hôn vào má của cô dâu thì sẽ sinh được 5 gái và 1 trai. Mà chẳng may mà có sung quá hôn trượt vào tai thì sẽ sinh được 5 trai và 1 gái. Mà nếu khóa trúng bờ môi tươi thắm thì sẽ sinh được 1 gái và 1 trai. Và xin hỏi chú rể Văn Hành của chúng ta là chọn phương án nào chú rể? Bà. Phương án bà. Đúng không? Cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ có muốn có 1 gái và 1 trai. Và xin mời chú rể sẽ cùng dùng tay trái của mình sẽ cùng kéo sát cẳng cô dâu. Và xin mời nhiếp ảnh gia một khoảnh khắc rất đẹp. Xin mời nhiếp ảnh gia chúng ta hãy cùng ghi lại. Rồi ạ. Từ khi nào em xin đếm từ 3 đến 1 thì cô dâu và chú rể chúng ta sẽ thực hiện đúng hơn, để cho mọi người phía dưới cũng như là nhiếp ảnh gia sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho cô dâu và chú rể có được không ạ? Và ở lúc này thì xin được khuyến cáo là các cháu nhỏ dưới 16 tuổi thì chúng ta sẽ cùng nhắm mắt lại đúng không? Chỉ được nghe thôi, không được nhìn để tránh hiện tượng về được không ạ? Quý vị ơi, 3, 2, 1 và xin mời một nụ hôn hạnh phúc nhất. Cảm ơn cô dâu và cô xin chân thành cảm ơn chú rể. Và những ngày làm lịch trình như chúc duyên chúc phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ được trăm năm tình hạnh phúc bằng đầu nghĩa phụ thêm. Và kính thưa quý vị thân mến, và cô dâu và chú rể của chúng ta được những ngày hôm nay đó chính là nhờ những công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ hai bên. Và ngày hôm nay đây thì để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ hai bên thì cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng cắt bánh hạnh phúc, cũng như để cùng khua rượu champagne, để cùng dâng lên những đấng sinh thành, những ly rượu hiếu, ly rượu tình. Và ngay giờ phút ở đây thì xin được trân trọng kính mời sự quay trở lại sân khấu của hai vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đàn nhà trai, cũng như vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đàn họ nhà gái sẽ cùng đại diện cha mẹ hai bên sẽ cùng trở lại bên phía sân khấu để cùng đón nhận những ly rượu hiếu, ly rượu tình của chú rể Văn Anh và cô dâu Văn Anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được trân trọng kính mời sự quay trở lại của hai vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đàn họ nhà trai, cũng như vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phát đàn họ nhà gái sẽ cùng quay trở lại bên phía sân khấu để cùng đón nhận những ly rượu hiếu, ly rượu tình của cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Văn Anh và cô dâu Văn Anh sẽ cùng tay trong tay cắt ra những tầng bánh đầu tiên. Kính thưa quý vị thân mến, không phải ngẫu nhiên mà những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức tiệc cưới nhà giàu mừng tươi lựa chọn những tầng bánh mà những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức tiệc cưới mừng tươi lựa chọn mang rất nhiều ý nghĩa. Tầng bánh đầu tiên, tầng bánh to nhất, tượng trưng cho công ơn sinh thành và dưỡng dục của các bậc làm cha làm mẹ. Tầng bánh ở trên, tầng bánh thứ hai, tượng trưng cho tình cảm của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã về đây để chúc duyên chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và tầng bánh ở trên cao nhất, tượng trưng cho tình yêu của Văn Anh và Vân Anh, tượng trưng cho thiên đường hạnh phúc mà cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng hướng tới trong tương lai. Và tiếp tục chương trình, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến vào bên phía tay phải, bên phía tháp rượu champagne để cùng khoe ra những giọt rượu hạnh phúc dâng lên những đấng sinh thành đã sinh thành ra cô dâu và chú rể trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Quá
đúng rồi ạ, sọc mạnh lên chú rể ơi, đúng rồi ạ, văn khóa và hãy bắn ra những giọt rượu tình yêu, những giọt rượu hạnh phúc. Hỡi thân tình yêu, người minh chứng giờ phút chẳng đợi nhất của đôi uyên ương. Hỡi thân hạnh phúc, người ban phép nhiệm màu để gắn kết hai tâm hồn vào làm một. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc, chắc chiêu đi cùng năm tháng, làm nên một tòa lâu đài tình ái. Mọi người chị vì không ai khác, đó chính là Văn Hạnh và Vân Anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Rộn ràng trong tiếng ồn vàng, minh chứng hạnh phúc cho anh lấy làng. Năm nay thì gói bánh trưng xanh, cho mai gặp chúc, cho anh gặp bằng. Thế mới biết là lễ duyên kỷ định, yêu nhau tính chuyện bạn đời trăm năm. Kính thưa các vị thân mến, không phải ngẫu nhiên mà những đại diện chương trình đến từ trung tâm tổ chức tiệc cưới mừng cưới đã lựa chọn những ly rượu giam bành màu đỏ. Màu đỏ chính là màu tượng trưng cho tình yêu, màu tượng trưng cho sự thủy chung son sắc, màu tượng trưng cho sự trung tình bất diệt. Mới 35 thì mới vẫn còn mặn, được 9 tháng thì vẫn còn cay. Vân Hạnh và Vân Anh của chúng ta nghĩa là tình dày. Có xin nhau đi nữa thì 8 vạn chỉ kịp ngày cũng không xa. Và xin chúc cho duyên thắm má kề, trong năm hạnh phúc không hề tổn thay. Cha anh hùng gái thiện quyền, tình duyên sánh thuận được duyên giữa đời. Và dù cho vận đổi sang rời, thì tình chồng ý vợ đời đời vẫn mãi mãi không đổi thay. Và quý vị và các bạn đã được chứng kiến những giờ phút long trọng và những giờ phút hạnh phúc nhất trong buổi lễ thành hôn của chú rể Văn Anh và cô dâu Vân Anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay giờ phút ở đây thì xin được trọng kính mời chú rể Văn Anh sẽ cùng dâng lên bốn sinh đài đại diện cầm điện phát đàn hoạt nhà gái, và cô dâu Vân Anh sẽ cùng dâng lên bốn sinh thành đại diện cho cầm điện phát đàn hoạt nhà trai những đi rượu hiếu, đi rượu tình để tỏ lòng tri ân sâu sắc với công ơn sinh thành và dưỡng dục của các đấng sinh thành. Xin mời những đi rượu hiếu, đi rượu tình mà cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lên các đấng sinh thành. Xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng cầm lên hai ly rượu của mình và hãy cùng trở lại bên phía sân khấu. Và kính thưa các vị thân mến, và những ai nhất đây thì MC Bình Thắng sẽ làm nhịp của lối được không ạ? Kính thưa các vị thân mến, và của nhân xưa thì cũng đã từng có câu: đã nhậu thì phải nhậu cho say, mà đã kêu thì phải kêu bảy ngọn đèn mới thôi. Ăn trầu thì phải đỏ đôi môi, mà yêu nhau thì phải thắm đôi vợ chồng. Và không quý vị, ngày mai chúng ta trở về đây để chúc duyên, chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và xin mời thật được cái vé hô vang thật to, 2-3 rô và 2-3 chúc mừng hạnh phúc để chúc duyên, chúc phúc cho cô dâu và chú rể có được không ạ? Quý vị ơi, 2-3 rô, 2-3 rô, 2-3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời đại gia đình chúng ta cùng đi một cùng chúc duyên, chúc phúc cho tình yêu của Văn Anh và Vân Anh được mãi mãi bền chặt thủy chung son sắt. Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông, chiếc nón quai đau xôn xao câu quan họ. Đến hẹn lại đến người ơi đừng quên nhé, con đó bồng bềnh nhớ nhau gọi câu mình ơi. Người ơi, trăng rằm hồi quê tôi, trăng về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước, bồng bềnh trăng soi hồi đã tan rồi, ngồi tựa mắt ai ướt đẫm bạt nắng. Người ơi, cô hán trao viên rồi quan nghi họ về, em trao yếm đào anh nhận để làm tin, em trao nón ba tâm mặc trời mưa nắng là người
mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai cùng với đất trời, xin nâng ly lên chúc mừng.